thí sinh số báo danh 262 KK Vòm GSD quê Nhãn, sinh ngày 24 tháng 2 năm 2018. Chủ nuôi là anh Hoàng Tiến Dũng, Hà Nội. Ban tổ chức xin thông báo với tất cả các anh em dự thi. Sau lượt thi con chó số báo danh 262 này, ban tổ chức sẽ nghỉ trưa trong vòng 30 phút, sẽ quay lại cuộc thi kế tiếp. Quay lại sau nửa tiếng nữa, các anh em chuẩn bị. Mời thí sinh dừng trước chân tủ. Dừng lại. Em trai ơi, em ơi, hai em đi sang bên kia. Đề nghị em đi bộ thôi, đi bộ chậm để thả cho chú chó chạy thong dong đi. Biết.
cơ bản mình ra mình phải nhắc nó mày ra mày phải cái bản. Ok, ok. Alo, alo. Stop, stop. Gần thôi, gần thôi. Stop it, please. You see, that word. Hello. Make your dog yourself. Chú chó trong hạng thi 18 đến 24 tháng trên đường linh giống giới tính tự, mang số danh 262, độ tuổi 22 tháng, chiều cao 67, độ sâu ngực 31. Về thể chất khỏe mạnh, sức khỏe mức độ trung bình, săn chắc, phần thân giữa hơi dài một xíu, ấn tượng tốt, màu mảng sắc tổ lông tốt, ấn tượng về giới tính tự tốt, bờ vai tốt, phần lưng dạng săn chắc, mái mông hơi ngắn và hơi dốc, góc chân trước tốt, góc chân sau tốt, ngực tốt. Khi di chuyển thì hai chân trước có xu hướng hơi bị choãi ra một chút, phần thân sau hơi lỏng. Chú chó này vẫn cần khi di chuyển cần thêm cái sức mạnh, cái độ vươn xa phía trước. Và chú chó này cần được xã hội hóa nhiều, vì trên không có gì hiện, chú chó hơi cảm thấy là hơi bị sợ hãi, nervous.